Đây là một câu hỏi là có người nói là em cũng rất là chảnh, cũng có người nói là em hét giá hơi cao, bị bệnh ngôi sao rồi. Em nghĩ sao về điều này? Thế nào đi có bệnh người sao, nhưng mà mình không phải là người sao đâu. Thế nhưng mà bây giờ người ta nghĩ vậy. Mình là đúng là sinh viên này. Nhưng mà giờ người ta nghĩ vậy. Hỏi nhưng mà người ta như vậy là em cảm thấy sao? Nói là không sao, nghĩ cái gì cũng được á. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà em có hét giá cao không? Em nghĩ là không, là thấp quá. Các bạn nghe chưa, các bạn nó là thấp rồi, các bạn đừng có nói em liên tục. Nhưng mà ai nói anh đâu biết đâu, anh đâu biết biên tập viết, anh không biết.